Ready to pair. Nam nữ cùng nhau bao phủ
U. Chào Trịnh Nhân Ngũ, chào Nguyễn Thọ, chào Tô Hằng. Sợ con nắng tát sương mù lái rai gió thổi mùa thu lạnh lùng đông tan lập mẹ vô cùng lo cho con trẻ lầm lùng khắp nơi đời coi đạo lý như chơi chừng con tình ngộ khắp nơi tai nạn cho nên mẹ đổ lụy tràn phiên con phải ráng tập đàn tu thân để sáng con bước lên toàn sáng học đạo tràng mẫu đi học hành đặng có ra đi đi nhiều người thiện từ bi để lòng đặng về kịp hội trong đồng cho nên mẹ mới cậy học con ơi điện vàng lòng mẹ mãi mơ mơ con mãn nguyện kịp giờ dần xây mẹ đổi quân này nhân hiện mẹ tìm hiệp dày thượng quân nghe rồi con ráng đưa chân con đừng để mẹ chiếm đến trong chờ sợ con nhỏ dại bơ thờ mê trần quên mẹ đợi chờ cung lên chào cô Tám Kiến Tường cho nên mẹ ráng ra đi suốt đời quên hạ trước đi con về mau mau nam nữ ráng về con về cho kịp lắm quê mẹ mừng con nhớ lụy âm đừng mừng con nam nữ long qua nhớ con lễ đổ chương tòa thương con lễ mẹ chan hòa hỡi con bền lòng học đạo lòng son sẽ tập con sửa lòng con cho thầm ráng về giữ hội mạng lành mẹ không đành phụ con đành phụ sao thương con sương gió dạt vào cho nên mẹ mở bàn đạo khai thi hồi này nam nữ ráng đi mẹ ban quyền diệu hài chí con cầm chào cô Phượng Bà Rịa chào Tùng Thảo chào cô Long Bến Tre hôm nay 19 tháng ba là năm quý mèo nhà ta sinh dày chương tòa đặt lễ mẹ hiền cho trong nam nữ diệu hiền thế gian phước lộc thọ mẹ ban cho trẻ được an
nhàn tuổi thọ vĩnh kim. Nguyện cầu với đấng thiên liêng, mẹ thương mẹ độ trần duyên ngày nay. Con của mẹ chí thành tôn kính, kể từ ngày biết mẹ trời Tây, một lòng tôn kính mẫu bà chỉ mong cha đạo thuận hòa dưới trơn. Lúc còn trẻ thanh xuân hỡi mẹ, biết đâu đường đạo pháp mà tu, hiên ngang ngang dòng vì đời cho tròn phận sự của người con tin. Bây giờ tóc điệp quá râm, hướng về với mẹ cho tâm an nhàn. Kể từ biết mẹ tòa chương, một lòng tôn kính mẫu nước thiên hoàng. Nhờ mẹ đổ mở đàn dẫn lối, con biết đi đường đạo pháp mà tu. Gặp trong quýt để thầy hiền, một lòng tôn kính dựng yên cuộc đời. Xin mẹ đổ cho lòng thanh thản, không thôi lòng tập đi mất đạo tiên. Quý rằng hai chữ hộ duyên, nhờ ơn của mẹ thành viên tu hiền. Con của mẹ chí thiện chí quyết, giả dứt tâm thành bước mà đi. Con ơi khảo đảo cuộc đời, con không dừng bước thì thôi uổng đời. Bông xê ngã đường chiều tóc bạc, đi quay về đường Phật thánh tiên ấy là cái phước phụ duyên. Con đừng thôi thất chân tâm ấy mà. Nhân bất hư đạo màu con cách, đạo bất hư ghi tạc trong lòng. Người làm sai chớ đạo không sai, đạo dẫn chắc là con đường bước tới. Gắn nghe con nuốt dòng lễ tham, trang nghĩa con dừng bước mà đi. Đời con cực khổ đã nhiều, cơm chan nước mắt lệ dập trên mi. Đời con đau khổ đã rồi, chữ tình lận đận trung chiếm tháng ngày. Miệng con cười lòng đầy tan nát, nhớ nghe con khách giả trong tâm. Kiếp này con trả cho xong, thì sao sẽ được thầm hơi an nhàn. Xưa cái mẹ xuống đi nơi trần, tưởng đâu rằng một phút dạo chơi. Con mê sai đắm chữ tình dạo vòng, một cặp con quên đường về.
lệ con đổ đêm thôi thôi. Giờ rạch ngang chưa chắc ngủ yên, con ơi cùng bởi chữ duyên chữ duyên mà chặt quán kiếm tiêu trần. Ngang nghe trẻ dành lòng nghe kẻ, dù ngoài kia sóng cho bão cơi, cõi lòng tan nát đừng than con ơi, chớ trách làm chi phận mình. Nay biết mẹ cảnh kề có mẹ, biết được thầy bài giải cùng thầy những điều quan trái nơi đây, trao dồi tâm tâm mà con sửa lòng. Còn tâm mà nguyện ước mong chưa đặt, không kịp giờ trần thế con ơi. Mẹ khuyên con trẻ mấy lời mau mau chạy chữa thuốc thang bệnh tình, đừng nghĩ lại thân kia sẽ mất. Nguyện một lòng vì Phật vì tiên, nay cha với mẹ hữu duyên, vì con cần thế trần gian còn phiền. Ngang nghe trẻ chạy liền sức khỏe, lo cho mình một mảng bình an. Con ơi muốn hiểu đạo màu, thì con hãy ngắm cuộc đời mà xem, chớ dội trách dội phiền chi trẻ, chớ hờn lòng trách đi móc làm chi. Âu là tự nghiệp mà ra, gieo chi hưởng nay phận ta đó mà. Đường đạo đức dùng tu mới gặp, còn chữ duyên tai bắt mặt rừng. Chừng nào hết đi nở hết duyên, hết tiền hết đi phận thân ta mới về. Tới chừng ấy kiếm tiền đâu bỏ, tới chừng rồi than thở sầu bi. Nếu mình con Phật con tiên liệu đà sự thế cho yên lòng người, nghĩ đến nghĩa đến tình thôi kể. Mặt dòng đời xô đầy đầy đưa, trò đời diệt hết tuồn chưa. Chừng nào khép lại thì ta kéo màn, tới chừng ấy thì à một tiếng, ngộ được rồi hỏi tiếng con ơi. Thùng thẳng mà lượt qua rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Phước đức ngay không đâu mà có, do thân mình gây tạo mà ra. Con ơi muốn giải quán gia, con tin trời Phật nghe ta ân truyền. Chán nghe trẻ cúi đầu gục mặt, thì lần lần bước đi chắc mà đi. Đạo này là đạo mẹ cha, đạo không
thử thách thì ta không thành. Chớ dội phỉ dội nguyện dội trách, chớ dội hận than khóc mà chi. Âu là cái phước có duyên, như là bụi chở thị thiệt nghe con. Ráng cố gắng đắp bồi công đức, miệng cười tươi chớ có trách hờn. Con ơi phận sự chưa tròn, con ơi gan giữ đạo hiền nghe công. Lời cầu nguyện mẹ cha đã thâu, lời ước đi mong dòng tâu kịp dài. Con đây phận sự cho tròn, thì con mới được thành thơi an nhàn. Lo cho tròn cái tình cái nghĩa, nhiệm đạo đọc chữ thủy chữ chung. Làm tròn cái phần mẹ cha con còn gian dở gì ta chưa thành. Biết tâm sự đêm nằm thao thức, thấy lòng con quạnh thắt mà thương. Con ơi cực khổ gặp chán thật, con nam nữ mình con đó mà. Giữ cây bách cây tùng trương gió, trọn phận mầm con thấu sự đời. Ngày càng hiểu lẽ vô thường, thì con chân tình cõi này giả chân. Giả tất cả có chi là thật, giả tình người bạc bẽo lắm thôi. Giả nợ duyên cai kiếp tiền kiếp, giả nhân nghĩa lòng đầy quán thành. Biết thật con là buồn giả hợp, thì đau buồn con hỡi mà chi. Hạnh ngày con sắp hương đành, con về với mẹ để con an nhàn. Mặc sự thế trần miệng con hỏi, đừng để lòng si mê tim mang. Ước mơ con sẽ đạt thành, năm nay năm tuổi như phòng nghe con. Biết năm tuổi năm xuôi tháng hạn, phải giữ mình trên trước dưới sau. Việc làm lặng lặng mình ơn, con ơi trên dưới sao trong phải phòng. Ráng cố gắng nguyện cầu trời Phật, nhờ đại tan mà thoát cầm thương. Qua rồi cái kiếp phong ba, qua rồi năm tháng tham sầu nghe con. Lệ con chảy tràn trên khóe mắt, đừng đau buồn nhìn thấy sự đời. Quên đi năm tháng cõi đời, con lo tu tịnh ngày sau con về. Khuyên ai đó mấy lời chân thật, niềm tin con sẽ hiểu tận.
tường hai thời gây lấy bão giông, mai này phải chịu lóng phong sát hồn. Khen mà xem cái cuộc đại hội, đường minh đi hoàng giáo cảnh quy diên, tới chừng con hiểu thuộc tiên là con mới định nhân duyên cuộc đời. Cơ đạo pháp mấy lời mẹ bảo, ghi trong ngày lòng thức tình nay mai. Dù cho trăm đắng ngàn cay, ngày sau trả lại cho ai đủ đầy. Giọt nước khi mắt rơi đầy trên má, thì sau này máu đổ dập chán. Con ơi thấy sự trần gian, còn câu nhân quả tỏ trong con tường. Nghe cố gắng dịch lòng nghe kẻ, dù khổ đau khách mi đừng than. Xem đi cho hết cuộc đời, thì con mới hiểu cuộc đời cưng thiên. Nam mô vô thượng hư không, diêu thị Phật mẫu bảo hộ con thơ. Quý vị đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn hôm nay ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão. Buổi livestream trực tiếp hôm nay, Huệ Nhẫn chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lành trong cuộc sống. Nhớ rồi lụy mẹ như mưa thương con hai buổi môi chưa truyền đặt, cho nên mẹ mới xuống trần thấy con lầm đặt giữa gần sông mê, cho nên mẹ muốn con về đặt con không thả giữa kề thượng quân. Mẹ trong con ráng chưa chết, cùng nhau em chỉ là kết tao cùng. Con thiền phải ráng thương chung, tương rau dưa bối chung cùng sửa sang. Thầy chào Đô La Dương, thầy chào cô Yến. Cô Yến chuẩn bị bàn thờ đẹp quá. Sáng ngày mai thầy đưa mẫu về an vị tại nhà cô Yến, là ngày mai chúng ta rước mẹ về nhà cô Yến. Hai mươi tháng ba năm Quý Mão, người tâm thành lập cảnh võ quê, bài ra hương án tuyệt vời cung chương con thần mẫu hoàng giác lâm. Nhà họ Nguyễn pháp danh hành thiền, người tâm thành lập cảnh võ quê, đài liên thiết lập đủ đầy bài khai, tất cả cung ngâm màu hoàng. Minh Duyên Huệ Nhẫn lời khen, khen cho con trẻ ngày nay trí thành. Con biết mẹ phụng
thờ kiếp thượng. Thỉnh mẹ về nơi chốn tư gia, mẹ thương sinh chúng cõi trần, mẹ thương linh tử ở miền trần gian. Để cho mẹ trách mẹ hờn, một ngôi miếu nhỏ ấy mà cũng trong. Người cứ mãi chùa cao Phật lên, nơi miếu trung đình nó quý đi. Còn thân bà mẹ Tây Đình, ai thương ai tưởng ai nhất tôn thờ. Nay con mẹ lập đàn thần nguyện, đốt cặp hương dòng tấu đài tiên. Minh duyên huệ nhận tuyên dương, người con của mẹ hiếu trung lo tròn. Nhà họ Nguyệt pháp chấp hầm thiện, người tâm thầm thiết kỷ lập võ quê. Vợ chồng trên dưới đồng lòng, ngày đêm mơ ước thầm mong mẹ về. Từ biết mẹ diêu trầy phật mẫu, cũng là ngày con tình cơn mê. Xưa kia trẻ quá dùng về như là mê ngủ đêm dài tối tăm. Từ biết mẹ lắm rắm khẩn nguyện, nhờ mẫu từ thương tượng tới con. Cho nên gia đạo an lạc, thân con nhờ mẹ chở che tháng ngày. Đủ yên phước ngày lập tháng tốt, thân mẹ về trong tiếp tháng thứ ba. Chọn ngày hai chục rỡ ràng, chợ giờ đưa cây lớn lập đàn cung nhân. Hương đánh con trẻ cầu kinh, tâm thầm dòng tấu cung nhân mẹ về. Kể từ nay nhà con có mẹ, rước mẹ về phụng yêu sớm hơn. Mẹ thương độ trẻ an lành, độ cho gia đạo dưới trên thuận hòa. Độ cho chồng vợ an lành, độ cho con cháu hiền dinh sang giàu. Ôi ước nào bấy lâu thành tổ, trong đêm này khó ngủ mẹ ơi. Mừng vui mà lệ tuôn rơi, khó cầm ngăn đi được dòng châu mẹ à. Thương nhớ mẹ đêm nằm thao thức, rước mẹ về trong dạ mới an. Không mong hai chữ giàu sang, chỉ mong cầu mẹ độ an con thiền. Mặc thế sự nhân tình thế thái, mặc cuộc đời mưa gió đổi thay. Ngoài kia giông bão ngập tràn, của con của mẹ một đường thành tâm.
ngoài kia bão táp mưa xa, nơi đây con mẹ quý tâm tu hiền. Trước mẹ về trong lòng thơi thơi, có mẹ về âm mi áp bao la. Con tu con sửa phận ta, cho lòng thanh thản âu ca chan hòa. Lễ con đổ đêm nằm thao thức, tội phận mình số phận hầm tiêu. Tưởng rằng mẹ bỏ cha xa, tưởng rằng tất cả tại ta đó mà. Nhưng con khởi chữ duyên chữ địch, mẹ định phận con chớ lo con. Đúng ngày đúng nhật đúng niên, thì con của mẹ cũng tiên quy hồi. Đúng ngày đúng nhật đúng niên, thì là thân mẹ cũng tiên trở về. Nay chỉ pháp lập thành khấn nguyện, lại mẫu từ thương xót chứng minh, cho trần con trẻ cầu sinh, làm vui cho mẹ mẹ đây yên lòng. Chào cô Lệ Gò Công, chào Dung Chế. Hôm nay ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, buổi sáng hôm nay tại đạo tràng chùa Minh Viên có thỉnh trước 200 vị tăng ni về để làm lễ niệm hương, xin phép Tam Bảo mười phương thầy tổ cho dỡ cái nóc chùa để làm lại. Hôm nay trên 10 người thợ dỡ được ngói trên nóc chùa xuống hết rồi, ngày mai bắt đầu thả đồng tay chuẩn bị làm lại. Có một điều nguyện nhận muốn kêu gọi mọi người trong đêm nay với ngày mai là ở dưới Gò Công, quê nhà của thầy, gần cửa nhà của thầy với Gò Công có một gia đình của anh đó, hồi chiều hôm nay mưa lốc cho nên sập cái nhà rồi. Ba của thầy có điện thoại nói thầy vận động quý Phật tử mình người hùng bao xi măng miếng ton để giúp đỡ để sửa lại cái nhà. Nghe nói sửa lại cái nhà khoảng 20 triệu là xây tường luôn á. Cho nên nếu đầy đủ phước duyên, ai có thì hùng cho thầy người bao xi măng tấm ton ủng hộ thầy xin hôm nay và ngày mai thôi à. Nếu mọi người có thì ủng hộ với thầy nha. Mỗi người cho thầy xin một vài bao xi măng, một vài tấm ton để giúp đỡ cho người ta xây nhà lại. Thương con mẹ mở kim hoàng, nhớ con mà lễ tuôn tràn yêu cung. Muốn cho mẫu tử tao phòng, khuyên con nhớ yêu cung thanh nhàn. Mở ra mẹ nhũ chân hiền lành, mà sửa soạn quá duyên trở về. Xin con đừng nết trầm mê, mê trần con khó trở về quê xưa. Cuộc đời sớm đi nắng chiều mưa, con còn mất đi mãi con chưa chịu về. Con ơi con hỡi đang về
chốn cung ly, ra vào thăm thả các chi tiên bồng. Hào quang chiếu rọi mây hồng, tiêu thiệu nhạc cõi công đồng xây sang. Xem vàng chớp nở đôi hàng, trường sắc vi tổ quốc mẫu hoàng thiệt khai. Cảm ơn cô Lệ Nguyễn, cảm ơn thầy Hùng đã ủng hộ 10 bao xi măng. Thầy Hùng Minh Hậu là danh, thương người dập dấp phát tâm hổ cùng. Xi măng phá nguyện 10 bao, giúp cho mà thầy nhận xây nhà người ta, để mà tổ ấm chén hòa, giúp người mà như thế, giúp ta sau này nghe tin nhà sập đau lòng. Vợ con nghe mà nhiều nhóc, mẹ già chắc chỗ giữa đường, nghe than rối ruột dập tương, đau lòng mà xứ sở, quê hương của thầy nên ai kêu gọi gần xa, ai thương mà quê nhận, mình duyên nhà chùa một lòng kêu gọi để quên, giúp người mà gian khó sửa nhà đẹp ta xinh. Thầy Hùng Minh Hậu là dân, xi măng mà cho nó 10 bao xây nhà, mình duyên huệ nhận nguyện cầu, mười phương đi mà tam bảo, mẹ cha đổ dập, quê châu bất hậu vợ chồng, trước sau mà trên dưới thuận hòa biết ra biết làm. Có bạc có tiền, có vàng mà mẹ mở, não phiền xin lấy đi. Vợ chồng trên thuận dưới hòa, làm ăn nghe mà tươi tốt, trong nhà được thuận an, con hiền hưởng lấy tài cha, biết bao mà công nghi đức của cha bố tư bọt. Ngày sau con lớn nên người đẹp xinh mà hiếu thảo, gọi là đền ơn, nguyện cầu cha mẹ thiêng liêng, chứng cho mà
chồng của Huệ Châu. Huệ Châu minh hậu thiệt tà, tấm lòng mà nhân đức mãi thời đẹp xinh. Cảm ơn Huệ Châu minh hậu đã ủng hộ 10 bao xi măng để giúp gia đình Linh Thảo sửa nhà ở Gò Công quê hương của thầy. Cảm ơn Thượng Tọa Thích Dựng Phước, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ủng hộ 1.000.000 đồng. Cảm ơn một Phật tử Thuận Thành giấu tên ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn Đại Đức Thích Nguyện Độ, trụ trì tỉnh Thất Tâm Hiếu ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn cô Hằng Nguyễn ở Bến Tre ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn nghệ sĩ Cát Phượng ủng hộ 300.000 đồng. Cảm ơn một Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ 300.000 đồng. Cầu trời khẩn Phật, cầu trời khẩn Phật nguyện nhận vận động từ đây cho tới ngày mai được 20.000.000 đồng để ủng hộ cho gia đình anh Thảo xây 2 cái bức tường và lợp tôn cho cái nhà chắc ăn. Cảm ơn Chí Trần, cảm ơn Chí Trần đã ủng hộ. Thầy chưa coi tin nhắn được, thầy đang live stream. Cảm ơn Chí Trần đã có nhã ý ủng hộ, nhưng thầy chưa coi tin nhắn được tại vì thầy đang live stream trực tiếp. Cảm ơn nhiều nha. Còn ai ủng hộ nữa thầy cảm ơn nhiều nhiều lắm. Gia đình ông Năm ở Gò Công ơi, lâu lắm rồi ông Năm không có lên coi live stream trực tiếp của thầy. Thầy cũng bận nhiều việc quá không có gọi về cho ông Năm. Cũng lâu rồi, mấy tháng ông về Gò Công thăm ông Năm. Ông Năm giận luôn rồi. Ông Năm bà Năm ơi, kêu trong Phật tử mình duyên, kêu trong ba tánh gần xa tu hiền, kêu trong tốt bạc tốt tiền, kêu trong ba tánh tu hiền ngày sau, kêu người nhân nghi đức hổ duyên, kêu trong nam nữ con tiên trở về, lập trong bồi đức là đây, chở ngày đại hội về dân mẹ hiền, con tiên nơi chốn trần miền, con làm công đức tây miền mẹ vui, muốn sao em chỉ chúc được, muốn cho ba tấm gần xa tu hiền, muốn cho huynh để tạo tiên cùng chung phước đi bao là duyên trần miền, kêu trong nam nữ gái trai, kêu trong ba tấm gần xa ấy mà, lời kinh tôi đọc vừa qua ấy là nhiệt quyết trong tâm dậy thời, chỉ mơ ước chúng sinh thức tình ngay mong bao nhà thức tình tu hiền, cùng nhau trở lại đại
tin, mẹ cha quan hỷ cho con thường trần. Mọi người ơi, ai có dư xin làm phước nha, không có dư thì niệm Phật. Chào Phạm Dân, chào Cẩm Loan. Có ai coi được livestream này thì nghe lời kêu gọi của thầy thì ủng hộ. Và bây giờ thầy xin dừng livestream ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào đêm mai hả ta? À, đêm mai còn livestream bữa nữa. Đêm mốt thì trở về thiền nam của cô Diệu Tập ở Long An, Nhân Ninh. Chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc, an yên. Còn ai ủng hộ nhớ comment vô nha. Ai ủng hộ thì nhớ ghi nhớ giùm nha. Thầy cảm ơn nhiều. Số tài khoản thì có trên cái Amata. Mọi người thấy số tài khoản trên Amata đó thì ủng hộ giùm. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Chúc mọi người luôn bình an. Xin mẹ che chở và bảo hộ cho chúng ta muôn Phật.